Cái tư duy số 5, tư duy số 5 là chúng ta cần nhìn vào cái câu chuyện là giá trị thật của cái doanh nghiệp này là như thế nào. Giá trị thật của doanh nghiệp này là như thế nào. Chúng ta thường bị ở ngoài kia những ai đó, dù chúng ta là mua đi thông tin này, thông tin nọ, thông tin kia, rằng sang năm bây giờ giá 20.000, sang năm sẽ lên giá 30.000, 40.000, 50.000 đấy. Và chúng ta mua, chúng ta chơi một cái trò rất là buồn cười. Chúng ta mua xong rồi, chúng ta ngồi, chúng ta nhìn hàng ngày xem thằng bạn chúng ta nó nói đúng hay nói sai. Nó ngồi mà. Mấy ngày hôm qua gặp một cái chị em hỏi rằng là cổ phiếu Á Châu được hay không khen. Thì thực ra là phải rất là lời của Khang là một câu thôi, đúng bài mà làm. Có tiếc là cái chuyện ấy chưa bao giờ đi học Khang cả. Người Khang không trả lời được rằng đúng bài mà làm. Khang mới nói là ai chị ơi, cái là không một tháng làm chị mà không được hay không Khang. Thì Khang ấy bảo rằng là thì khách Á Châu cũng tốt. Ngân hàng thì nói là cứ nói là cũng tốt đấy, mục tiêu trọng điểm của ai đó đấy. Nhưng mà cá nhân em thì em không mua cổ phiếu này. Thế là chị ấy là thế chừng nào Khang mua? Em phải giảm xuống tí xíu là mua. Tại sao giảm xíu là mua? Tại vì bây giờ giá thị trường của nó là 26 đồng, ví dụ như vậy. Em định giá ra chỉ có là 25 đồng thôi. Mà nếu em định giá là 25 đồng thì em phải chờ giá 20 đồng em mới sao ạ? Em mới mua. Thế là chị ấy cũng ngồi ok, chị nghe lời em, chị chờ. Thế là chị ấy chờ sau thời gian nó lên 29 đồng một cổ phiếu. Chị quay xe hỏi Khang ơi, Á Châu có được hay không? Đó là khai khẳng lời y chang như cũ. Cái chị ấy bảo là như vậy. Nhưng mà chị có thằng bạn thân lắm, nó nói rằng sang năm Á Châu trên 35.000 một cổ phiếu. Thế là mình xử lý sao bây giờ? Ok, quay nghĩ người bảo là thôi thì tự nhiên. Đó là các câu chuyện, là một số câu chuyện có thể là đầu tư, có thể là việc tổ, có thể chúng ta có lời. Nhưng cái vấn đề là một số nhà đầu tư người ta sẽ cũng không hiểu rằng là giá trị thực của cổ phiếu ấy ở đâu như thế nào, cái phương pháp định giá là như thế nào. Và chúng ta mua cổ phiếu bởi vì sao? Bởi vì thằng bạn mình nó chỉ cho mình. Và mình mua xong rồi hàng ngày mình ngồi mình nhìn mình xem thằng bạn mình nó đúng hay nói sai. Nếu mà nói sai thì là hậu quả ai chịu không? Mình chịu. Còn nếu mà nó đúng thì mình thưởng thôi. Ai được thưởng thôi? Thì mình được thưởng. Nhưng mà nó giỏi. Nhưng mà như vậy mình có được tăng trưởng một cái xíu gì về kiến thức không ạ? Không, cái câu chuyện là như vậy. Như là cái thằng bạn của mình ấy, nó đứng 10 lần ấy, nó đứng hết 10 lần hay trước sau gì cũng làm nó bị sai à? Rồi sớm nó bị sai thôi. Rồi sớm nó bị sai thôi. Nhưng mà cái câu chuyện đó, nếu chúng ta cứ dùng ngoại lực thì chúng ta sẽ bị phụ thuộc vào ngoại lực. Nhiều cái ngoại và nội lực thì phần nào quan trọng hơn không? Nội lực quan trọng hơn. Quay xe để con nội công mới là quan trọng. Chúc mừng các chị, các chị ngồi đây thì chúng ta đang luyện nội công với nhau, hiểu không ạ? Luyện mừng thì vỗ tay cho sư phụ. Xin được hỗ trợ cho anh Khang ly nước, khăn nước quá. Cái đội hỗ trợ là vỗ tay giùm Khang. Luyện cứ thoải mái, chúng ta chơi là như người nhà với nhau thôi, hiểu không ạ? Rồi. Và cái phần này nó thêm một chút xíu nữa, rất là buồn cười, rất là vui như thế này. Trên thị trường khi mà mình thấy cái nhóm là cái nhóm gì? Đội này đội kia ấy, cái này đến kia ấy, thì đầu cơ hay đầu cơ ấy. Thì theo các chị là đầu, những cái nhóm đầu cơ như vậy là người ta tốt hay xấu rồi? Bao nhiêu người cho rằng nhóm đầu cơ là xấu rồi? Bao nhiêu người cho rằng nhóm đầu cơ là tốt rồi? Bao nhiêu người cho rằng là ôi, ông Khang nói lên tôi không biết. Ok. Căn bản như là tụi theo một tư duy thỏa đạo như thế này này. Chúng ta không biết, sau chương trình này thì tôi thể được có 1.000 cổ phiếu. Thì cuối cùng chúng ta sẽ chọn được khoảng 10 tới 20 cổ phiếu thực sự rất tốt. Thì chúng ta làm gì ạ? Chúng ta mua. Nếu cái những cái anh kia, những anh bạn kia mà anh tham gia và anh làm những cái việc giá cổ phiếu đấy với những cái cổ phiếu mà trong danh sách của chúng ta mua, thế anh bạn tốt hay anh bạn xấu à? Anh bạn tốt. Còn là những cổ phiếu khác thì thôi sao ạ? Tùy duyên mà biết mà. Nên căn bản là như thế này. Trong khi mà chúng ta sau chương trình này đi về thì Khang thường hay chia sẻ cái trò như thế này. Nếu mà nhóm này nhóm kia hay là ai đó hay là quỹ này quỹ kia hay là tổ chức này tổ chức kia không cần biết, họ làm giống như mình thì là họ là tổ chức tốt hay tổ chức xấu rồi?
còn nếu họ làm khác với mình thì sao ạ? Tùy duyên. Nên tóm lại là cứu với mình là tốt hay xấu à? Cứu với mình là tốt hay xấu à? Ok, quay sang nữa hỏi rằng là cứu với bạn là tốt. Cái nữa là như vậy. Nếu đó chúng ta tự duyên là bánh theo ai? Bánh theo người hay người bọn người kia hay là nhóm này nhóm kia? Mọi thứ là chỉ dừng để là mình tham khảo à? Để là mình tham khảo à? Còn cứu với mình mới là sao à? Ok, quay sang ba người mới bảo rằng là tin vào chính mình.